Mở đầu như thường lệ sẽ là những thông tin cập nhật về tình hình dịch bệnh COVID-19. Thưa quý vị, thưa các bạn, ngày hôm nay đã là ngày thứ 41 Việt Nam không ghi nhận thêm ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng. Thế nhưng trong thông báo ngày hôm qua được Bộ Y tế phát ra vào lúc 18 giờ ngày 26 tháng 5, Việt Nam chỉ ghi nhận thêm một ca mắc mới COVID-19, nâng tổng số ca mắc tính đến thời điểm hiện tại là 327 trường hợp. Cụ thể, bệnh nhân 327 là nam giới 31 tuổi, địa chỉ tại Nam Vân, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định. Ngày 13 tháng 5, thì bệnh nhân này từ Liên bang Nga về sân bay Vân Đồn trên chuyến bay VN0062. Sau khi nhập cảnh, được cách ly tập trung tại trường quân sự của tỉnh Thái Bình. Cùng ngày, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả âm tính. Vào ngày 25 tháng 5 vừa qua, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thái Bình lấy mẫu xét nghiệm lần 4 cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Vào ngày 26 tháng 5, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương xét nghiệm và cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân này đã được cách ly điều trị tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình. Như vậy đến nay tổng số ca mắc là hành khách trên chuyến bay VN0062 vào ngày 13 tháng 5 là 33 trường hợp, tất cả đều được cách ly ngay sau khi nhập cảnh, không có nguy cơ lây bệnh ra cộng đồng, bao gồm 31 hành khách, 28 người được cách ly tại Thái Bình, 2 người tại Hải Dương, 1 người tại Quảng Ninh và 2 tiếp viên được cách ly tại thành phố Hồ Chí Minh.